Willowdale High School ở Canada. Trường Trung học Willowdale High School là một trong những trường phổ thông tư thục nằm ở thành phố Toronto, tỉnh Ontario, Canada. Trường được cấp phép hoạt động từ Bộ Giáo dục tỉnh Ontario với chương trình đào tạo từ lớp 9 đến 12. Willowdale High School xây dựng mối quan hệ rất chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu của Canada như University of Toronto, Western University, York University. Điều này là một lợi thế cho học sinh theo học tại đây. Học sinh sẽ có rất nhiều thông tin bổ ích cần thiết về các khóa học cũng như thông tin về học bổng của các trường đại học hàng đầu Canada. Ưu điểm của trường theo học tại Willowdale High School, các bậc phụ huynh sẽ cực kỳ yên tâm bởi WSS cung cấp cơ sở vật chất hiện đại, lớp học đa dạng về số lượng, thư viện, phòng IT, phòng lab, cafeteria cũng như bãi đậu xe rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh của trường. 100% giáo viên giảng dạy ở WSS đều có bằng giáo viên OTC Ontario Teacher Certificate với chất lượng cao. Hơn nữa, với quy mô lớp nhỏ, giáo viên sẽ có điều kiện quan tâm đến từng học sinh trong lớp một cách sát sao và tận tâm hơn. Nhiều kỳ nhập học bốn mùa xuân hạ thu đông bên cạnh chương trình học thông thường, nhà trường còn cân đối sắp xếp các tổ chức hoạt động ngoại khóa và khuyến khích tham gia các câu lạc bộ giúp các em có một đời sống tinh thần phong phú cũng như có khả năng phát triển các kỹ năng mềm của bản thân. Các chương trình đào tạo chương trình học OSSD Ontario Secondary School Diploma với 30 tín chỉ cho bậc trung học liên kết đại học University Link Program App dành cho học sinh lớp 12 do trường Willowdale cộng tác với Western Town College với chương trình liên kết này trường cam kết khi kết thúc khóa học học sinh sẽ nhận được bằng tốt nghiệp của willowdale và chứng chỉ ielts do western town college đào tạo đây là một bước đệm giúp các bạn học sinh theo học tại trường dễ dàng apply vào các trường đại học danh tiếng sau này khóa học tiếng anh esl tạo điều kiện cho các bạn học làm quen với môi trường học tập và trau dồi nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình ngoài ra trường còn có các chương trình trại hè summer camp, dã ngoại hoạt động ngoại khóa cùng các câu lạc bộ như câu lạc bộ cờ vua câu lạc bộ sách câu lạc bộ hùng biện câu lạc bộ nhà kinh tế trẻ nhằm giúp các các em có một đời sống tinh thần phong phú cũng như phát triển các kỹ năng mềm của bản thân